Hello anh em, hay là mình, Gà Tổng đây. Và Poco X3 GT là một con máy mà thực sự phải nói là rất ngon trong tầm giá. Và đây, sau nhiều ngày trải nghiệm, ý tôi là sau hơn nửa tháng trải nghiệm, thì đây chính là 3 điểm đáng mua ở trên Poco X3 GT dành cho anh em nào quan tâm về con máy này nha. Let's go! Điểm đáng mua đầu tiên ở em này chắc chắn đó chính là về phần hiệu năng rồi. Hiệu năng của Poco X3 GT phải nói là rất rất ngon cho tầm giá. Con này đang sử dụng chip Dimensity 1100 nha. Nó có 8GB RAM và 256GB ROM là cái phiên bản mà mình đang có này. Nhưng mà thật ra cái chip của nó mới là cái quan trọng anh em ạ. Dimensity 1100, anh em có thể chơi ngon rất nhiều những tựa game ở trên Play Store bây giờ, chẳng hạn như là Genshin Impact này. Anh có thể chơi ngon lành và hiệu năng của nó không khác gì so với những con chip như là Snapdragon 860 hay là Snapdragon 870 anh em ạ. Hiệu năng của nó chơi cực kỳ ngon. Genshin Impact mà có thể kéo được đó chính là 60fps, 50 dao động đâu đó trong lúc quá trình chơi. Và cũng như là cái việc mà nó duy trì hiệu năng trong quá trình mình chơi ấy, thì nó cũng không bị phải gọi là nóng lên quá nhanh. Nó vẫn ấm máy, nhưng mà nếu như anh em chơi lâu thì chắc chắn Genshin Impact là một con game khá là khó khăn. Cho nên khi mà chơi lâu Genshin Impact với Dimensity 1100 thì chắc chắn nó vẫn sẽ nóng. Nhưng mà dù sao hiệu năng của nó trong quá trình mình chơi Genshin Impact thì nó vẫn ngon hơn rất nhiều so với nhiều con chip khác. Và cũng như là mình thấy nó cũng không khác biệt gì so với những con chip Snapdragon như là 860 hay là 870. Và cũng như hiệu năng của Dimensity 1100 nó chơi những con game khác thì quá là trẻ con luôn. Chẳng hạn như là PUBG, mình có thể bật max setting cực kỳ ngon lành này. Mình chơi thì cực kỳ mượt mà, quá trình chơi thì cũng không có gì để chê cả với tựa game PUBG. Hay là một vài những con game cơ bản khác như là Liên Quân, Tốc Chiến các kiểu, thì Dimensity 1100 là một con chip chơi tốt được tất cả những con game như vậy luôn. Và nếu anh em quan tâm về hiệu năng để chơi game cho một con máy trong tầm giá 7-8 triệu, thì Dimensity 1100 trên Poco X3 GT là một con máy không nên bỏ qua, bởi vì hiệu năng của nó quá quá ngon anh em ạ. Và điểm ăn tiền thứ hai ở Poco X3 GT đó chính là sạc nhanh. Sạc của nó có công suất là 67W. Đây có thể coi là một công suất sạc cực kỳ nhanh trong tầm giá chính hãng 7-8 triệu, bởi vì không có con máy nào trong tầm giá chính hãng có cái công suất sạc cao như con này cả. Và cũng như là Poco X3 GT cho một cái công suất sạc cao như vậy lên đến là 67W thì tốc độ sạc của nó cũng cực kỳ là nhanh. Anh em sạc đâu đó cũng chỉ đâu đó khoảng tầm 40 phút là anh em đã đầy được pin 5000mAh ở trên con máy này rồi. Quá là ngon đúng không? Và tốc độ sạc nhanh như vậy thì nó cũng giúp cho anh em một phần nào đó yên tâm hơn trong quá trình mà anh em chơi game. Chẳng hạn như là anh em cày những con game kiểu nó hardcore như kiểu Genshin ấy, và máy có nhanh nóng thì pin nó sẽ mau tụt hơn. Và khi đó anh em sẽ không cần phải lo lắng, bởi vì tốc độ sạc như vậy nó cũng sẽ giúp cho anh em hồi lại cái pin thì nó cực kỳ là nhanh. Đâu đó khoảng tầm 30 phút là anh em đã có được 80% để anh em có thể chơi tiếp tục ở trên con Poco X3 GT rồi, bởi vì công suất sạc của nó quá là ngon anh em ạ. Và tất nhiên công suất sạc cao như vậy thì anh em cũng sẽ không cần phải lo lắng là kiểu khi nào mình sẽ phải cắm sạc hay là khi nào máy sẽ phải hết pin các thứ. Anh em cứ xài hết cực kỳ là thoải mái, cứ hết pin là cắm sạc và thôi. Chưa kể là pin 5000mAh ở trên con này on screen nó cũng kiểu khá là trâu nhá. Nếu anh em dùng cơ bản mà không chơi game á thì anh em có thể dùng được lên hơn 8 tiếng cơ. Còn nếu anh em chơi game thì nó sẽ dao động đó khoảng tầm 6-7 tiếng thôi. Đó, thì hiệu năng của con này cũng như là pin sạc của nó thì không có gì để chê cho một con máy gaming trong tầm giá 7-8 triệu đúng không? Và điểm ăn tiền thứ ba và cũng là điểm ăn tiền cuối cùng của Poco X3 GT đó chính là cảm ứng rung. Ý tôi là tiếp xúc ngay trực tiếp ngay cái điểm mà anh em chạm thì nó sẽ rung ngay chỗ đó luôn. Và đây là điểm mà nhiều anh em sẽ hơi không hình dung được, bởi vì cái này anh em sẽ phải sử dụng trực tiếp cơ thì anh em mới thấy được. Và nếu anh em là dùng iPhone hay là dùng những con máy flagship thì anh em sẽ thấy được rất rõ cái điều này. Và cũng như Poco X3 GT có được cái điểm này cho tầm giá 7-8 triệu thì đây cũng là một điểm ăn tiền cực kỳ lớn so với nhiều con máy khác. Poco X3 GT chẳng hạn như là mình có thể gõ phím này, hay là mình tăng giảm âm lượng này, hay là mình bấm tắt nguồn này, mở nguồn này. Đấy, thì những cái cảm ứng rung đó nó sẽ hoạt động những lúc như vậy. Hay là thậm chí mình vuốt back về, hay là vuốt mở đa nhiệm các kiểu á. Đó, thì những cái thao tác như vậy nó cũng sẽ có phản hồi rung trực tiếp ngay cái chỗ mà mình chạm luôn. Thì đây sẽ là cái điểm rung cực kỳ sướng nếu như anh em chơi những con game chẳng hạn như là nó có phản hồi rung lại á, thì ngay mà cái điểm anh em bắn anh em chạm máy sẽ rung lên, phải nói là cực kỳ là phê luôn em ạ. Chứ nó không phải là kiểu rung bập như kiểu những con máy giá rẻ khác mà nó rung toàn bộ cái máy á, còn cái này là rung ngay điểm anh em chạm thôi. Thì cái rung như vậy nó cũng có thể coi là mình thấy điểm ăn tiền cực kỳ lớn ở Poco X3 GT ở trong tầm giá 7-8 triệu. Và nếu anh em nào mà đã xài cái rung này quen rồi thì em chắc chắn sẽ rất là thích luôn. Ok, và đó là top 3 điểm cực kỳ đáng mua và 3 điểm cực kỳ ăn tiền ở Poco X3 GT mà anh em nên mua trong tầm giá 7-8 triệu của nó. Anh em thấy sao về những 3 điểm này? Thì đừng quên để lại phần bình luận phía dưới video nha. Mà cảm ơn quý vị nhấn like, share và subscribe cho Gà Tổng. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Peace.